triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn tiếng Anh đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở mà ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hà Giang thực hiện mấy năm qua đã thu nhận được những kết quả đáng ghi nhận. Học sinh tham gia vào các kỳ thi liên quan đến bộ môn tiếng Anh nhiều hơn, đạt nhiều giải cao hơn. Bộ môn tiếng Anh cũng đang ngày càng thu hút học sinh vì sự thú vị và hướng đến mục tiêu lâu dài cho tương lai sau này của các em. Để nâng cao chất lượng toàn diện môn tiếng Anh trong trường tiểu học thì nhà trường cũng đã có một số giải pháp như sau. Trước hết, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh trong nhà trường để các bậc phụ huynh thấy được và ủng hộ cho cái chương trình 2020 này. Thứ hai, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lộ trình và có kế hoạch cử giáo viên tập huấn cũng như là đào tạo lại giáo viên. Cái thứ ba là giáo viên tự học và nâng cao bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như là tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân mình về nghiệp vụ môn tiếng Anh. Thứ tư nữa là nhà trường cũng là chú trọng tới việc mà đổi mới cái phương pháp dạy học và đặc biệt là có một hình thức đó là nhà trường đã kết hợp với trung tâm ngoại ngữ Highland để tăng cường kỹ năng nghe và nói cho các em. Đối với trường học cơ sở Lê Lợi thì ngay từ đầu năm học chúng tôi đã xác định là cái dạy học tiếng Anh cho nhà trường cần phải được đổi mới và chúng tôi đã sử dụng nhiều cái đổi mới, ví dụ như là tăng cường giao tiếp và tăng cường các cái hoạt động, ví dụ như chúng tôi đã tổ chức các hoạt động như hoạt động ngày hội nói tiếng Anh và các giao lưu tiếng Anh và phối kết hợp với lại các trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Giang để đưa các thầy cô giáo người nước ngoài vào nhà trường để dạy, để tăng cường cái phần giao tiếp, kỹ năng nghe, kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh. Ở các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang, những tiết học bộ môn tiếng Anh đang được học sinh chú ý hơn. Không khí học tập diễn ra sôi nổi, hào hứng. Chất lượng bộ môn này theo đó cũng được cải thiện theo hướng tích cực. It's time to rest up, mom. What time is, mom? It's 7 o'clock. Today is Sunday and I don't have to go to school. But it's time for breakfast. Oh, yes, mom. Việc học tiếng Anh thậm chí thu hút và chất lượng được nâng cao ngay từ những đối tượng học sinh chập chững đầu cấp. Tiết học mà các cô, các thầy dạy tiếng Anh như này con có thích học? Con có rất hào hứng và sôi nổi. Tại sao hào hứng sôi nổi? Vì các thầy cô rất hài hước và là nói rất là chuẩn. Con có thể hát tiếng Anh nào con thích nhất và con có thể hát cho cô nghe. Happy, my name is Bảo.